trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếm sóng vui tươi nói chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu trò nói xuân xa. Con này giống rừng Amazon vậy. Con này cây cối nhiều quá vậy. Hai ca hả? Đây là món của mình. Nó như đủ hai cả này là combo. 110 ngàn hả? Đây là mình order cái này. Em order gì vậy? Bún bò huế ở quán ngon. Qua đi dương kẹ. Lily order cái gì vậy? Cái đó cái gì? Xôi xoài. Cái này gì đây? Thịt nước. À. Đây thì ăn bò lục lắc. Thèm bò lục lắc là giống như bít tết này đó.